em là tao vẫn luôn cố, thì không thích phải than thở, không muốn lấy lý do nguyên biện hay là nghĩ ra những cái cớ hoàn thành những việc còn đang dang dở. Con vợ mấy thằng nhà giàu tắt đi, tao ghét phải nghe là xào. Tao nghĩ tụi nó hiểu tao, sự thật nó hiểu cũng phải tao. Tự nhiên giờ tao ghét nhau, trái tim mày đúng như nhau. Cuộc sống mày đâu phải nói dối để kiếm tiền như tao đâu. Đơn giản nên khác nhau, trái tim mày đã có nhức dao nè.